Giang giờ ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường. Bao xin ơi, nhìn em chân chính dòng lệ. Mà lòng anh như một cơn ngàn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ, em sẽ đau trả lại cho anh. Đường về biên hải xa xăm, quê Bình Dương chuẩn bị mùi cút buồn trời. Bao xin ơi, anh bồi ngồi trong về phương ấy. Chỉ thấy xa xa cõi sương vắng mù mịt, và mùa thu đã chết từ lâu rồi. Tôi anh một chút tình này với bao nhiêu mộng ước, mình đành vĩnh biệt hôm nay. Nếu biết ngày mai sẽ nát ruột chia xa, thì ngày xưa kia đừng bao giờ gặp cơ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo xuyên ơi, định mệnh sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình bởi đôi ngã chia. Ba chị đang tập bài cho nó. Ngon trai sắp tới là cái chủ đề gọi là cái gì? À cái luân hồi quản. Tuần sau rồi kể chủ đề cái luân hồi quản đó mọi người. Đem tập bài. Ba chị em đem tập bài. Tập bài làm cho năm sau diễn. Luân hồi quản à. Ê muốn ba chị em mà làm cái luân hồi quản đi nha. Được á. Ba chị em đang làm bài nữa đâu luân hồi quản. Bây giờ ủa nãy kia là mình kia hát đời của lụa quên má. Không, ba chị em chị là phải hát là một đời hưng phấn. Chủ đề hưng phấn cái gì? Ai hát cái gì? Chị hát như nào? Ủa trong đây mấy giai? Ba giai. Ngân Diệu. Ai dù biết em đó hả? Ai hát trước? Chị hát chị hai cho. Chị lớn tuổi hơn chị đóng chị hai cho. Dạ đó. Thôi tôi làm đàn ông hả? Ừ. Làm đàn ông hay là đàn ông? Dù biết em. Tôi vô dây sao vậy? Có thành hôn giai đi nữa. Thì chị cùng về với em. Để mừng ngày em như nó đi dai dai sai 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 em ơi. Cho em vui lòng ba với mà. Chị nè, chị cũng nở mặt nở mày với lối xóm bà con. Dưỡng ba hả? Còn dưỡng ba em ba chứ mấy con chị hai còn dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại bàng hoàng. Đàng hoàng mà đàng hoàng sung sướng nè, sung sướng nè. Chỉ vô cùng sung sướng khi thấy em có một người chồng
đúng như lòng chị ước mong. Thôi tới em vô. Vô tính quá thật là đi ba. Con trai hả? Chị hai ơi. Chị sợ nói chị cậu ấy cho đau lòng. Trong khi người ta cũng khổ sở muôn phần. Cô dựng ba lên cao cao xuống được không? Thấp quá vậy? Cao lên. Chớ nào? Chớ nào phải đâu. Người ta phụ bà. Dựng ba sắp chết nè. Chỉ tại số trời biết nói sao đây. Vô. Anh nói chuyện ai mà tâm tình tao có đứa em vậy luôn. Không hiểu được. Tâm tình có đứa em vậy luôn á. Xin anh hãy nói rõ ngọn ngành. Kéo mà chưa từ kéo mà em đây phải đắt mắt trong là mong kìa anh ba kìa cứ định phấn kìa bà yêu thương người thì đừng có nói dài của chị dài của chị dài em bà. Ủa em tưởng dài em mà tội nghiệp. Mà tội nghiệp cho em của người ta. Thà nè, thà chỉ chịu khổ một mình chớ đừng để sầu cho em mà. Chị hai, chị em cũng biết chuyện này nữa à. Nói cho em nghe đi chị hai. Dương ba. Hai hết ba muốn gọi tên này gọi đi mà gọi chẳng nghe lời làm em quên rồi. Hiếu ơi em hãy nghe đây là sự thật. Ủa chị ai nhảy qua đây rồi Diệu nè Diệu sự thật đây là gì? Chị hai của em là ơi chị hai của em là chị đây là chị ruột của em. Ba chị em rồi nó lấy ra đi lấy đi kinh xé bụi chị đi ở nắm xé ra đi rồi nó lấy ra. Được tướng của cái được mà bán đồ của bà nội chị để lại bù lại chị 470 đóng cái kia nào cũng được cho nó lấy cái kia đi nhà dễ thương chết sợ thì đâu có cắt em đâu em muốn lấy cái kia kìa tay em mà thấy cái đó đây ok là dễ thương rồi nó cắt là dễ thương không nè đây trong lời vừa qua không còn giá trị thiết thực trong lời tới được đó thì cho ba chị tới anh ba chú tẩy ngồi dừng cho nó một hai lá vé nó như mặt không mình nghe là một hai vòng lời nữa thôi mình chính em sẽ nhanh chóng không để cho biết bây giờ là lâu qua chương trình Lotto Show vừa dùng cho bà con mình cho buổi tối hôm nay. Nằm ghép thừa, ghép thừa độc giải người ta thường nói là làm hoa thì để cho người ta hái, mình là gái thì để cho người ta chọc, người ta chọc người ta mới yêu thương mến mình nghe em đầu nha. Đó. Rồi cảm ơn anh trai luôn. Cầu cầu còn mấy vé, em Quỳnh An, Thái ơi còn mấy vé nè, một vé, còn một vé chót bà con ơi, bên đây cầu ơi, cầu bên đây nè. Cầu ơi, bên đây nè, Thái. Hết vé rồi chị. Dạ, trời ơi bà chị em bán cho bả không chị bán một lát quê có buôn nguyên một cùi luôn chị coi nè. 32 rồi đúng rồi con trai ký hiệu 48 rồi con chọn đi ha đây nè gấu bên đây nè đó. Một con gấu đi không bao giờ trở lại luôn dễ thương. Tiếp tục dòng lợi mời phút nữa thôi mình dành cho mem sẽ bắt đầu phục vụ qua chương trình Lotto rồi quý vị. Với tất cả các thành viên cũng đã có mặt tại sân khấu rồi và sự trở lại với người đẹp lộ lộ sẽ làm hài lòng quý vị cho buổi tối đêm nay cùng với tất cả các thành viên cũng đã có mặt tại sân khấu. Và càng về khi càng hấp dẫn luôn đó anh ba chị Tư vừa mới tới ngồi chụp cho thanh một hai lớp kén luôn đi cho buổi tối đêm nay. Giấy luôn này cho rồi thẳng luôn
một lần nữa cho bà con nào chú ý thêm và để ủng hộ giùm Kem luôn bà con. Giá ta nhất nhẹ bằng tay lên một Kem 10.000 đồng, 10.000 đồng một vé, là một vé trong đó có 3 con số được và má nái luôn quý vị. Nên mắn tình yêu qua một con đấu thì tình là quà luôn đẹp luôn cho quý vị đời luôn, tôi xô một dụng cho bà con mình luôn. Rai nhất ta đẹp, con số may mắn luôn. Em là anh trai. Ủa rồi này hai chị em đi đâu vậy? Đi đâu kìa? Đi mần á. Đi ruộng á, đi ruộng á. Đi ruộng. Mấy nay đi cài. Cài cái mù tụ tóc đó. Đi cài cho bà trồn nhà. Hả? Bà sao bà trồn nhà? Chị làm cái nghề khác em, nghề nông á. Cái nghề nông. Do nghề bà chụm cái gì? Cái con kéo. Cái chụm cái nông á. Chị làm nghề nông cây. Cái ruộng nào? Hả? Ruộng trên hay ruộng dưới? Chị là một con người bà xạo má bà nói là bà để là để cái máy và ba thôi, để cái lưng chà bá thôi, chị có gửi này đó, chị có gửi luôn rồi đấy. Ủa chị đâu rồi? Bà nổ của đánh chụp mà đưa cái tay vô à? Chị không thấy cần cỏ Đứng ngang, ngang lên ngang là mới thấy cần cỏ chụp vậy kia, gần như cần cỏ chụp đi.